Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, vào tối qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí nguyễn văn nên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam cuba do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch fidel castro gây dựng đã không ngừng được củng cố và phát triển chuyến thăm của đồng chí roberto morales ojeda tiếp tục khẳng định hai bên sẽ luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trong đó tập trung nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đã trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Cuba, đặc biệt là về kinh tế, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân còn nhiều dư địa phát triển. Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư với các địa phương của Cuba trên các lĩnh vực. Sắp tới, thành phố vui mừng chào đón đoàn chuyên gia y tế Cuba đến chia sẻ kinh nghiệm về phát triển y tế cộng đồng đồng chí Roberto Morales Ojeda đã chia sẻ trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh lần này, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba đã có thời gian đi thăm địa đạo Củ Chi và tận mắt chứng kiến những đổi thay to lớn của thành phố sau 48 năm giải phóng. Lãnh đạo Cuba đánh giá cao sự chân thành, hữu nghị, quan hệ đặc biệt đoàn kết, thủy chung giữa hai nước và vui mừng trước những bước phát triển của đất nước Việt Nam. Cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong việc hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba. Đồng chí Roberto Morales Ojeda khẳng định đảng nhà nước cuba luôn quan tâm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam kinh doanh đầu tư tại cuba hiện việt nam là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất từ châu á thái bình dương của cuba